cá nhiều lắm. Cho em xem nhé. Nhóm mắt rồi, đưa vào đây, ăn lộn đi vào tay. Anh đưa cái này hay lắm đi. Chút thôi. Cá đây nè. Đây đây nè. Con nhỏ nó thôi là con ớt gì đó. Ơi cái này nè. Nhìn lại báo lại bịch chuẩn cạn này. Bịch chuẩn anh để đâu vậy? Đó. Rồi. Này nhíp. Hộp này là hộp nước cạn rồi nhá mọi người. Hộp này nước cạn hết rồi. Lựa luôn. Dựng còn nuôi luôn. Dạ tất cả mọi người nha. Hôm nay sáng này đã đi vớt hai cái tay lưới. Hôm qua em có thả ở đây. Bây giờ em cùng mọi người đi thăm hai cái tay lưới này nha.
tay đầu tiên dính cá quá nhiều cả nhà, dính cá nhiều, dính cá quá trời luôn. Đi thăm tay thứ hai, cá quá trời luôn. Cái này rất nhiều cá mọi người ạ. Cá quá trời luôn, toàn cá to không.